Ê, hôm nay thăm vườn nhà vải của anh Giàu Hiền ở bên đấy, bán vải đó xây nhà thôn hai 10 tầng Hồ Voi. Đấy, đấy. Đấy. Bán vải xây nhà hai tầng đấy. Xây nhà hai tầng mà anh chưa tô nè. Đâu tô rồi chứ. Tô mới gọi là chưa xong. Còn tháng nữa tân gia. Vải đấy. À. Chị mấy gốc mà sai. Vải vải sai thế này cơ mà. Sau này bà con mình phải làm vải thôi nhá. Nhất là bà con e riêng rồi tất cả bà viên đấy làm vải. Đây chủ nhà đó phải quay chủ nhà kia chứ. Đây chủ nhà đây. Thôi chào cả nhà nhá. Ông chủ đây. Đang hái vải về xuất cho anh em à. Giờ là mời anh em ăn nếm vải thiệu cái đó. Thưởng thức. Thưởng thức cái đó. Đấy. Không, năm ngoái thu. Ông nói cái hồi nãy là sao to thế này. Đúng rồi. Năm ngoái thu được 2 tỷ trừ cả tiền phân này nọ kia còn xây được nhà đó hơn tỷ rồi, hai tầng nhà. Đúng bài á. Đấy, đây là phóng viên của truyền hình nhà. Ai riêng à hả? Sáng nay đấy. Đạt là phát triển nông thôn. Ê. Cây này xài chắc cây này chắc phải hơn 30 kg nhỉ? Chắc được. Là cái số mấy cây chắc phải tầm 2 tạng. Đây nữa đây. Cái cây này xài hú luôn. Nhãn này. Nhãn đấy hả? Đấy, nhà nghèo giờ nhà không tô hết rồi à? Mấy ông có quay tầm bảy tầm bạ không à? Hai tầng đấy. Đây là không có tiền tô rồi. Cái chủ đây là mai mốt đây là không phải là không tô mà cái này là để nót gạch còn là gạch mạ vàng này. Ngọt. Đấy, đấy, cây cây nhãn này nó còn đẹp này thấy không? Nhá, ngôi nhà của anh này nhìn đường trước cây vải trước nhà sai chiếu luôn. Bên này là chanh dây. Vườn chanh dây này chắc kiếm được tỷ hai đấy anh nhỉ? Tỷ hai không? Cái này phải kiếm tỷ hai đấy. Chưa kể là ao cá này đấy. Ui chà. Đấy. Hồ Voi là chỉ có duy nhất nhà sếp vừa chủ thầu vừa chủ vải. Biệt thự đấy. Mấy mốt cái này lên là tô lên là đẹp lắm, rực rỡ nhất. Đi là nhà báo đi là bỏ mẹ cái nghề nhà nhà ấy đi là nhà báo đi.
Không có duyên với nhà báo. Anh này đi làm nhà báo đi. Cây vải trước nhà đẹp. Trái cái này cơ mà. Chóng mặt lắm bác ơi. Đây là nhìn từ trên tầng 2 xuống. Mà quay cho họ lắm ông nhớ là mà nhà tôi làm trên xong ông cứ quay tầm bậy là bà mà vải, nhà trên xong trên đó cái là cười bỏ mày thằng nghèo mà là cái nghèo mà anh em nhớ cái YouTube nhường râu co nhá. Ủng hộ một like hãy hey, nhìn nhìn cao đây là chanh dây. Bên này là vải. Ra đường bên này. Hai gác. Đấy này bên này cái chỗ này là đập Thanh Hà thế nhớ hợp phải không bác Đào nhỉ? Bác Đào. Bên này đập chứ nhỉ? Bên này đập là Thanh Hà hay Thanh Hợp chứ đấy phải không? Lúa đây mới gặt xong rồi đó. Còn một số chưa gặt. Ao hồ. Ngày cá chắc và nhỏ nhỏ là 4 ký. Chắc lâu rồi không bắt. Đang mùa vải chín. Đây là cây nhãn. Trên dây wow, mà hiện nhiều vải đấy nhiều chứ anh đẹp vải đang vải to có to anh ơi này quả quá to. Cái này lục ngạn còn thua xa anh ơi. Làm gì mà có cái loại vải đẹp như thế này được. Trái nào ra trái đấy. Hàng khủng long á, bà chúa. Ông thế đây ông chuyển sang ngành nhà báo đấy. À. Ông làm